Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 11 của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, khi mà nói đến đây, thì Lão Vương đã bưng các món ăn vừa nấu xong lên, tiến lại nói: Ngân cô, thiếu gia, cơm đã nấu xong, xin hãy dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, Thủy Ngân cô lại nhíu mày hỏi: Chính anh, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Lữ Chính Anh trầm tư nói: Tạm thời chỉ có một chuyện, đó là vừa rồi ở trên đường đi, lúc tiểu tử định trả lời Võ Dương Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Châu Tử Chân, tại sao Di Mẫu lại ngăn trở? Thủy Ngân cô ầm một tiếng nói: Đúng, đây là một vấn đề rất quan trọng, ngươi không nhắc đến thì ta chắc cũng đã quên mất. Tiếp đó lại nhíu mày nói: Chính anh, ngươi có nghĩ đến hay chưa, Võ Lâm lúc này cục diện như thế nào chứ? Lữ Chính Anh gượng cười nói: Tiểu từ đây xem như cũng chỉ mới nhập giang hồ, thật sự vẫn chưa đủ tư cách để bàn về vấn đề Võ Lâm đại cục. Thủy Ngân cô cười nói: Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi nghe tình hình thực tế lúc này. Dừng một lát, Ngân cô nghiêm mặt nói: Vô Địch Bảo đã độc bá Võ Lâm hơn 10 năm nay, nhưng hào cảnh bất trường tồn. Đến ngày hôm nay, đã có 3 phe khác bắt đầu khiêu chiến với Vô Địch Bảo để tranh bá. Những điều này lúc bọn ta ở trên thuyền nhỏ thì ta đã nói với ngươi rồi. Chẳng qua lúc đó đối với phe của Tân Ngọc Phụng thì vẫn còn chưa khẳng định được. Nhưng từ lúc Châu Tử Chân xuất hiện chứng thực thì cục diện tứ cường tranh bá ta đã giả định, xem như chắc chắn đúng như vậy. Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi: Chuyện này với chuyện không trả lời Châu Tử Chân thì có liên quan gì với nhau? Thủy Ngân cô nói: Đương nhiên là rất có liên quan. Nếu ngươi trả lời câu hỏi của y thì không dễ dàng quay về chỗ của Chu Tứ Nương đâu. Lữ Chính Anh nói: Ta vẫn không hiểu. Thủy Ngân cô cười nói: Đó là vì mọi người thấy ngươi là một người có tư chất đặc biệt, muốn lôi kéo ngươi. Lữ Chính Anh nhíu mày nói: Trên thế gian lại có chuyện này hay sao? Thủy Ngân cô nói: Ta dám đảm bảo, sự phán đoán của ta tuyệt đối là chính xác. Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi: Vậy thì ý của Di Mẫu là? Thủy Ngân cô nghiêm mặt nói: Ý của ta, tốt nhất là ngươi nên đi theo lão nhân thần bí muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lữ Chính Anh gượng cười nói: Lão muốn tìm hiểu Tiểu Điệt thì không vấn đề gì, còn Tiểu Điệt muốn tìm lão thì thật là khó. Thủy Ngân cô nói: Còn không hãy mau quay về với Chu Tứ Nương đi. Tiếp đó lại buông nhẹ một tiếng thở dài nói: Ta nghĩ thái độ của Chu Tứ Nương đối với ngươi sẽ tốt hơn đó. Lữ Chính Anh gượng cười cố ý nói: Với tính cách thiên kiến của lệnh chủ thì thật là khó nói. Thủy Ngân cô nghiêm mặt nói: Bất luận như thế nào, chúng ta luôn cần phải nắm vững nguyên tắc của bản thân. Đang nói, Thủy Ngân cô đã đứng dậy: Chính anh, hãy nhớ kỹ những lời ta nói, ta đi đây. Nghe theo sự dặn dò của Thủy Ngân cô, Lữ Chính Anh đã trú 7 ngày trong căn phòng dưới đất của Thủy gia rồi mới lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Theo sự tính toán của Thủy Ngân cô thì bất luận là người của phe Vô Địch Bảo hay người của phe Vô Dương Tiêu Cục trong 7 ngày này đã rút đi hết cả rồi. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác hẳn. Khi Lữ Chính Anh đang ung dung đi ra khỏi Thủy gia, từ con hẻm nhỏ quẹo ra phố lớn thì phía sau lưng vang lên một tiếng nói dịu ngọt: Lữ công tử, xin đợi một chút. Lữ Chính Anh giật nảy mình nhưng vẫn giả như không có gì liên quan đến mình, đầu không quay lại, vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng nói phía sau càng lúc càng gần hơn: Lữ công tử, tài hạ là thị nữ A Vân của Lộ cô nương đây. Lữ Chính Anh ung dung bước ngang qua một bước rồi mới quay đầu lại đưa mắt nhìn ra sau, thì ánh mắt bắt gặp hai người ăn mặc như phú gia công tử ở sau ngoài một trường đang nhìn chàng mỉm cười. Tuy Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân đã thay đổi hình thức bên ngoài, nhưng Lữ Chính Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay, phân biệt được ai là Lộ Thanh Bình, ai là Thượng Quan Tố Vân. Lữ Chính Anh hơi nhíu mày lại. Thượng Quan Tố Vân bước nhanh tới, thấp giọng nói:
tiểu thư đến mở tiệc tiễn đưa công tử đây. Lữ Chính Anh gượng cười nói, thật không dám. Lộ Thanh Bình cũng tiến đến nói, Lữ công tử sao lại đột nhiên trở nên xa lạ như vậy? Thượng quan Tố Vân mỉm cười nói, ở tiểu quán ven sông cách đây không xa đã đặt tiệc rượu rồi, xin mời Lữ công tử. Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi, nhị vị cô nương làm sao biết ta ở đây? Làm sao biết hôm nay ta đi mà đặt tiệc rượu chứ? Thượng quan Tố Vân bĩu môi cười riêng nói, Lữ công tử đứng ở ngoài đường nói chuyện thật bất tiện, đi thôi, đến tiểu quán tiểu thư sẽ kể cho công tử nghe. Lữ Chính Anh cười thầm, đi thì đi, xem các ngươi làm cái trò gì. Lúc này cho dù còn chưa đến hoàng hôn, nhưng ở tiểu quán ven sông 6/10 chỗ ngồi đã có người ngồi ở đây. Những chỗ ngồi mà chủ tớ Lộ Thanh Bình đã đặt sẵn là một chỗ ngồi sát cửa sổ ở lầu 2, ba mặt dùng bình phong che kín. Quả đúng như vậy, tiệc rượu đã được đặt trước, bọn họ mới ngồi xuống, rượu ngon đồ ăn đã ùn ùn đưa tới. Lộ Thanh Bình cầm lấy hũ rượu đổ đầy 3 ly. Lữ Chính Anh mỉm cười hỏi, còn hai bộ đũa ly là của ai thế? Lộ Thanh Bình cười nói, cũng là người mà Lữ công tử quen biết thôi, nhưng bọn họ không nhất định sẽ đến. Lữ Chính Anh một tiếng không hỏi thêm nữa, với tâm trạng đã đến thì chấp nhận, liền đưa ly lên nói, nào, tài hạ xin lấy người làm phúc, ta xin kính nhị vị cô nương một ly. Ba người sau khi đối ẩm một ly, Thượng quan Tố Vân liền thấp giọng cười duyên nói, Lữ công tử, gọi bọn tài hạ là huynh đài lão đệ thì cũng được, nhưng nhất thiết được gọi là cô nương. Lữ Chính Anh mỉm cười, tài hạ biết. Lữ công tử đừng gò bó thế, tài hạ cũng chưa kính tiểu công tử, bọn ta có thể thoải mái ăn uống, cũng có thể tùy ý giao đàm. Nàng tỏ ra rất phóng khoáng thoải mái, không hề có chút e ngại so với lúc ở Ác Hổ Câu trước đây, thì thật hai người khác nhau hoàn toàn. Lữ Chính Anh cũng nghiêm mặt nói, được, ta sau khi thỉnh giáo nhị vị vài câu thì phải đi ngay ra bến tàu. Thượng quan Tố Vân trẻ môi cười nói, Lữ công tử, nếu là vì chiếc thuyền đã đặt sẵn đó thì xin cứ an tâm, bất luận công tử đi lúc nào nó cũng sẽ đợi công tử ở đó. Lữ Chính Anh không khỏi nhíu mày hỏi, chuyện này các vị cũng biết ư? Lộ Thanh Bình điềm nhiên cười nói, Lữ công tử, nếu công tử biết rằng nơi đây thuộc phạm vi thế lực của bọn ta thì chắc công tử đã không hỏi như vậy. Lữ Chính Anh gượng cười nói, được, vấn đề mà vừa rồi ta nhắc đến ở trên phố, bây giờ xin thỉnh giáo được chứ? Được, tài hạ có thể giải đáp ngắn gọn từng mục một cho công tử nghe. Lộ Thanh Bình cười cười nói tiếp, thứ nhất, biết Lữ công tử chưa rời Lưu gia tập, không chỉ có võ dương tiêu cục của bọn tài hạ, mà người của phe vô địch bảo cũng biết. Thế nhưng biết công tử trú ngụ ở nhà của Thủy gia thì chỉ có võ dương tiêu cục biết. Thế còn điều thứ hai? Lữ Chính Anh vừa bượt miệng hỏi đã một tiếng nói, ta rõ rồi. Thượng quan Tố Vân cười duyên nói, xin công tử nói thử xem. Lữ Chính Anh gượng cười nói, biết được ta ở Thủy gia, tất nhiên là giám sát hành động của Lão Vương. Đã giám thị hành động của Lão Vương thì mọi vấn đề dưới đây hoàn toàn không thành vấn đề nữa. Lộ Thanh Bình cười nói, theo đây mà thấy, Lữ công tử không hổ là người tuyệt đỉnh thông minh. Lữ Chính Anh gượng cười nói, ta hổ vì phải chui rúc ở trong một căn hầm, huynh đài còn bôi son chát phấn gì cho ta nữa chứ? Lộ Thanh Bình cười nói, ăn nói khiêm tốn càng là... Lữ Chính Anh vội vàng nâng ly rượu, cất lời nói, tại hạ lại xin nhờ phúc của người khác làm của mình vậy, kính nhị vị một ly. Ba người sau khi đã đối ẩm một ly, Lữ Chính Anh lại nghiêm mặt nói, nhị vị nếu không còn lời nào chỉ giáo khác, tại hạ xin cáo từ. Lộ Thanh Bình vội nói, không vội. Rồi nghiêm mặt nói, Lữ công tử, người có vô địch bảo đang quyết giết công tử, nếu công tử bây giờ mà đi ra bến tàu là sẽ gặp chuyện ngay. Lữ Chính Anh cười nói, có sự bảo hộ của nhị vị đây, tài hạ có chỗ dựa chẳng sợ gì. Lộ Thanh Bình cười hỏi, lúc ở Ác Hổ Câu được nhờ Lữ công tử bảo hộ cho rất nhiều, bây giờ người sao lại muốn bọn tài hạ à? Lữ Chính Anh cười cắt lời nói, đúng, qua lời nhắc nhở này của huynh đài, bây giờ chúng ta sẽ tính sổ món nợ đó. Lộ Thanh Bình cố ý ngạc nhiên hỏi, giữa bọn ta có nợ gì phải tính chứ? Lữ Chính Anh gượng cười nói, nhị vị rõ ràng là những bậc nữ lưu anh hùng, thân thể tuyệt nghệ, lúc đó tại sao lại tìm ta, một kẻ mới nhập giang hồ để trêu chọc? Lộ Thanh Bình một tiếng nói, điều này mong Lữ công tử lượng thứ,
lúc bọn ta phụng mệnh sự mệnh, không thể không giả vờ được. Tiếp đó lại khiêm tốn nói, kỳ thực thân thủ tuyệt nghệ của bọn ta cũng không cao minh lắm đâu. Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói, cô nương, à lão huynh, không cần phải quá khiêm tốn. Ta tuy diệt lịch giang hồ còn non kém, nhưng trải qua những tháng ngày lăn lộn này đã tiến bộ rất nhiều. Ta nghĩ thân thủ của nhị vị quyết không kém hơn bọn đồ đệ của thủ hạ Thuần Vu Khôn. Thượng quan Tố Vân chề môi cười nói, nói cứ như thật vậy. Lữ Chính Anh buông nhẹ một tiếng thở dài nói, ai cũng mạnh hơn ta cả. Đáng cười là lúc đó ta lại cho rằng mình là anh hùng, mạnh hơn mọi người đó. Thật là không nói có biết như thế nào rồi. Lộ Thanh Bình cười gượng nói, Lữ công tử à, ta một lần nữa chân thành xin lỗi, thật ân hận. Lúc đó bọn ta tuyệt không có ý. Lữ Chính Anh cắt lời nói, điều này không cần nói nữa. Bây giờ tài hạ kính cẩn thỉnh giáo. Lúc đó cái trò mà chư vị nói đến là chuyện tào lao cả chứ? Không. Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói, ngoài trừ võ công còn kiềm giữ lại, còn mọi chuyện khác đều là thật cả. Lữ Chính Anh nhíu mày nói, lúc đó các vị tỏ ra rất thần bí, bây giờ mới cách mấy ngày sao lại rũ tung tất cả vậy? Lộ Thanh Bình cười nói, điều đó chỉ vì cái tình thế ngòi nổ của Lữ công tử mới khiến cho gia sư cương quyết có quyết định mới. Lữ Chính Anh ngơ ngác, ta lại trở thành một cái ngòi nổ của cục diện hỗn loạn lúc này hay sao? Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói, nói ra công tử không tin, cái tiểu trấn Lưu gia tập nhỏ nhoi này ý đã trở thành nơi ngọa hồ tàng long trong 7 ngày ngắn ngủi mà công tử ẩn tàng trong thủy gia. Vô Địch Bảo và các cao thủ ở vùng Hồ Nam đã tập trung toàn bộ ở đây. Lữ Chính Anh không khỏi cắt lời hỏi, có phải là vì muốn cùng các vị tranh đoạt địa bàn Hồ Nam? Phải. Lộ Thanh Bình gật đầu nói, đồng thời cũng là vì không muốn cho Lữ công tử không thoát đi được. Lữ Chính Anh cười nói, huynh đài đề cao ta quá. Tiếp đó lại nhíu mày nói, nhị vị, chúng ta nói chuyện tuy không lớn tiếng, nhưng trong lúc này cũng khó tránh khỏi bị người bên cạnh nghe thấy. Lộ Thanh Bình hỏi, điều này xin Lữ công tử cứ an tâm. Tiểu quán ven sông lúc này đã trở thành chỉ huy của phe ta, những người đến đây đều là của phe ta. Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng nói, có phải lệnh sư cũng đã đến đây hay sao? Lộ Thanh Bình cười nói, chuyện nhỏ này cần gì phải phiền đến gia sư xuất mã chứ. Thượng quan Tố Vân chề môi cười nói, nói cho Lữ công tử biết, chỉ huy ở đây là vị tiểu thư của bọn tài hạ đó. Lữ Chính Anh cười nói, vậy thì ta chúc cho nhị vị huynh đại đắc thắng, mã đáo thành công. Lộ Thanh Bình cười thật ngọt ngào, lời nói cũng thật ngọt ngào vô cùng. Đa tạ công tử, kỳ thật tài hạ chẳng qua chỉ có danh nghĩa chỉ huy, người phụ trách thật sự chính là Châu Tổng Tiêu Đầu mà công tử đã gặp và nghĩa mẫu của ta. Lữ Chính Anh trầm tư nói, tình huống này sẽ bộc phát các trận ác đấu, chắc hẳn sẽ thập phần ác liệt đó. Lộ Thanh Bình nói, điều này là tất nhiên thôi. Vừa rồi tài hạ đã được mật báo, hình trại chủ của Tân Giang Thủy Trại đã gia nhập phe ta. Tổng đà mà Tây Môn Nhuệ gây dựng ở Ác Hổ Câu đã bị bức ép rời khỏi tương cảnh. Lữ Chính Anh giật mình nói, lão tặc đó còn chưa bị giết chết đi à? Lộ Thanh Bình cười nói, ta biết lão tặc đó là kẻ thù chung của bọn ta. Lúc nào ta muốn giết hắn thì nhất định sẽ thông báo cho công tử cùng đi. Tiếp đó nàng tự tin nói, vì vậy chỉ cần đợi trận ác đấu sắp nổ ra lúc này qua đi, thế lực của Vô Địch Bảo sẽ hoàn toàn bị trục xuất ra khỏi vùng Hồ Nam. Lữ Chính Anh không chú ý gì đến câu nói sau này, nghĩ đến Tây Môn Nhuệ vẫn còn sống mà buông tiếng thở dài thườn thượt. Lộ Thanh Bình thở dài đưa ly rượu lên nói, Lữ công tử đừng quên uống rượu. Ba người cạn ly, Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói, Lữ công tử, tài hạ có mấy lời này mà muội nói ra, mong công tử sẽ bỏ qua cho. Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác nói, Lộ cô nương có gì xin cứ nói. Trong lúc vô ý, Lữ Chính Anh lại bật ra nói ba chữ Lộ cô nương. Hai bên đều đang tập trung vào vấn đề khác, vì vậy Lộ Thanh Bình nghe như không thấy nói. Vì vậy tài hạ sẽ nói thẳng hết sự thật. Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói, đúng, phải như vậy. Lộ Thanh Bình nhìn chăm chú Lữ Chính Anh hỏi, Lữ công tử ở dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ dường như không được toa ý lắm. Lữ Chính Anh thở dài rồi hỏi ngược lại, xem ra mọi chuyện xảy ra ở thành Hoàng Sơn các vị đều đã thấy rõ cả. Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói, phải, cũng vì như vậy bọn tài hạ mới biết công tử không được toa ý dưới trướng của Thất Sát lệnh chủ.
Lữ Chính Anh thở dài thườn thượt nói: cửa nhà tan nát, thân sống ký gởi, lúc này ta chỉ cầu sao hoàn thiện bản thân, nào tính gì đến chuyện toại ý hay không. Lộ Thanh Bình nói: nhưng chú tứ nương lại không chính thức truyền thụ cho công tử võ học cao thâm. Thượng quan Tố Vân hừ một tiếng nói: đối với một người tư chất tuyệt diệu như Lữ công tử đây, đúng là hung phí của trời. Nhất là đại tiểu thư gì đó, ta thật sự không thấy thuận mắt chút nào. Lữ Chính Anh gượng cười không nói gì. Lộ Thanh Bình nghiêm mặt nói: Lữ công tử, vì những nguyên nhân đã kể trên, tại hạ mong muốn công tử thay đổi gia sư. Ta bảo đảm gia sư mới đối với công tử nhất định sẽ có cái nhìn khác, sẽ thật lòng với công tử. Thượng quan Tố Vân lập tức xen vào: hơn nữa, tuyệt đối sẽ không kẻ nào dám làm khó dễ công tử. Lữ Chính Anh trong lòng thầm nghĩ: di mẫu của ta quả thật là liệu sự như thần. Lữ Chính Anh liền thành khẩn nói: thịnh tình của nhị vị làm cho tài hạ thật sự cảm kích, nhưng tài hạ lúc này chỉ có thể... Lộ Thanh Bình hơi biến sắc nói: Lữ công tử cho rằng ta không có thành ý hay sao? Hay là vì Võ Dương Tiêu Cục hồ cạn nước nông? Lữ Chính Anh vội vàng cắt lời nói: Lộ cô nương đừng hiểu lầm ta, ta có nỗi khổ tâm riêng mới đành phải tạm thời không tuân mệnh được. Lữ Chính Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tạm thời để tỏ ý sau này còn có khả năng sẽ quay về với Võ Dương Tiêu Cục. Lộ Thanh Bình gượng cười nói: được, tài hạ xin kính nghe cao huấn. Lữ Chính Anh cười khiêm tốn nói: Lộ cô nương, tài hạ không phải người không có biết sự cân nhắc. Nguyên nhân là như vậy. Thứ nhất, Tất Sát lệnh chủ đã nhận lời, sau khi quay về sẽ chính thức truyền thụ võ công bổn môn cho tài hạ. Bất kể mẫu nữ bọn họ ngược đãi ta như thế nào, tóm lại bọn họ đã cứu mạng ta và hai vị trưởng bối. Vô luận thế nào, ta cũng phải quay về xem tình hình thế nào rồi hắn hay. Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói: phải là như thế thôi. Thượng quan Tố Vân cười nói: nhưng tài hạ lại mong vì lệnh chủ đó nuốt lời bội tín, không truyền thụ võ công cho người. Đồng thời ta cũng mong vị đại tiểu thư đó sẽ nổi tính khí khó chịu mà đuổi công tử đi. Lộ Thanh Bình nhịn không được cười nói: thế còn điều thứ hai? Lữ Chính Anh nói: thứ hai, ta còn có hai vị trưởng bối còn ở đó, ngoài ra còn có một vị di mẫu ở bên ngoài. Chuyện đại sự như thế này phải nên thỉnh thị ý kiến của ba vị đó một chút. Lộ Thanh Bình ồ một tiếng nói: công tử còn có một di nương sao? Có phải là người đã dẫn công tử vào trong căn nhà thủy gia đó hay không? Lữ Chính Anh gật gật đầu nói: phải. Lộ Thanh Bình nói: thân thủ của người đó chắc cao minh lắm. Lữ Chính Anh thở dài một tiếng. Bên ngoài tấm bình phong chợt có tiếng người kính cẩn bẩm báo: khởi bẩm Lộ cô nương, thuộc hạ có điều cơ mật phụng báo. Lộ Thanh Bình ở một tiếng nói: nói đi, ta đang nghe đây. Giọng nói ở bên ngoài bình phong lại kính cẩn vang lên: khởi bẩm Lộ cô nương, trước đây không lâu ở Lưu Gia Tập có xuất hiện không ít những cô nương trẻ trung, dung mạo xinh đẹp nhưng hình tích khả nghi. Lộ cô nương ồ một tiếng nói: tóm lại có bao nhiêu người? Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên: sơ bộ tính toán, tổng số trong đó có 20 người trở lên. Lộ Thanh Bình hỏi tiếp: đã thông báo cho Châu Tổng Tiêu Đầu chưa? Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên: dạ, đã thông báo rồi. Lộ Thanh Bình nói: người của phe Vô Địch Bảo có tình hình gì mới chưa? Vẫn không có gì. Giọng nói bên ngoài tấm bình phong vang lên: theo Châu Tổng Tiêu Đầu nói, đêm nay e rằng khó tránh được một cuộc chiến. Lộ Thanh Bình hỏi tiếp: thế còn Nghiêm Mẫu ta? Giọng nói bên ngoài bình phong vang lên: lão gia nói chưa chắc sẽ đến đây. Lộ Thanh Bình ầm một tiếng nói: được, ngươi hãy đi đi, có tin tức gì hãy truyền bẩm ngay. Tuân mệnh. Người ở bên ngoài bình phong sau khi đã bỏ đi, Lộ Thanh Bình mới hướng về phía Lữ Chính Anh cười nói: Lữ công tử có biết lai lịch của những cô nương trẻ trung kia không? Lữ Chính Anh cười cười nói: xem tình hình thì dường như Lộ cô nương đã sớm biết lai lịch của bọn họ. Lộ Thanh Bình mỉm cười nói: đã sớm biết thì còn nói làm gì nữa. Những hành tung xuất hiện trên giang hồ của nhóm người này thì luôn dưới sự giám sát của phe ta. Lữ Chính Anh cười hỏi: Lộ cô nương đã quyết chắc những người đó chính là tốt người mà quý phương giám sát chứ? Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói: phải, hơn nữa ta vẫn có thể quyết rằng nhóm người đó tất phụng mệnh tiếp ứng Lữ công tử. Công tử thấy đúng chứ? Lữ Chính Anh ngơ ngác nói: tiếp ứng ta sao? Lộ Thanh Bình mỉm cười gật đầu nói: phải, tại vì truy hồn sứ giả Lữ công tử đây vẫn chưa bay đi mất, vì vậy quý thượng mới phái thủ hạ đến tiếp ứng cho công tử.
Liễu Chính Anh gượng cười nói, ta vẫn không xứng đáng với sự quan tâm như vậy của tệ thượng. Lộ Thanh Bình cắt lời nói, không, chú tứ nương không phải quan tâm đến công tử, mà quan tâm đến truy hồn sứ giả của y thị. Nói cách khác, cũng chính là quan tâm đến thể diện thất sát lệnh chủ của y thị. Liễu Chính Anh nhíu mày hỏi, Lộ cô nương sao lại khẳng định như thế? Do vì gọi Lộ cô nương đã quen miệng, hai bên tựa hồ đã quên mất ước hẹn vừa rồi không được kêu cô nương. Lộ Thanh Bình cười cười nói, nguyên nhân này rất là đơn giản. Lúc này chú tứ nương đang chuẩn bị phát động một trận công kích chí mạng đối với Vô Địch Bảo. Đồng thời đối với chuyện của Võ Dương Tiêu Cục đã bị chặn giữa đường, y thị chín phần còn chưa biết. Vì vậy y thị lúc này phái nhóm cô nương ấy lại, tuyệt đối không phải là vì muốn đối phó với phe ta. Đồng thời do vì cao thủ của Vô Địch Bảo đang tập trung lực lượng lớn ở đây, như thế nhóm nương tử quân đến lúc này, lời giải thích hay nhất chính là đến tiếp ứng cho truy hồn sứ giả của bọn họ. Lữ Chính Anh gật gật đầu nói, không sai, điều này quả thật cũng có lý. Lộ Thanh Bình cười nói, hơn nữa ta phán đoán trong hai vị tiểu thư đó ít nhất cũng phải có một vị lại. Lữ Chính Anh hỏi, ý Lộ cô nương nói là hai tỷ muội đó phải không? Lộ Thanh Bình nói, lẽ nào còn có một đôi tỷ muội khác quan tâm hơn đến công tử hay sao? Đừng trêu chọc tại hạ cô nương. Thượng quan Tố Vân cắt lời cười nói, Lữ công tử, theo tại hạ biết thì điều mà tiểu thư của tại hạ nói có thể là xem như tận đáy lòng đó. Lữ Chính Anh ngơ ngác, lời này phải hiểu như thế nào? Tại vì... Thượng quan Tố Vân cười duyên nói, ít nhất có một vị cô nương nhân cách võ công đều không thua kém hơn hai tỷ muội Chu gia, mà tính tình và hình thức đều vượt xa hai tỷ muội Chu gia, đang âm thầm quan tâm để ý đến công tử. Lúc mà Thượng quan Tố Vân đang nói thào thào thì Lộ Thanh Bình từ dưới bàn đưa tay nhéo mạnh vào người nàng một cái, nhưng nàng chịu đựng chỉ nhíu mày một cái rồi ngừng nói. Lữ Chính Anh cố ý giả vờ không hiểu, cũng có thể thật sự không hiểu, sau khi nghe xong bất giác gượng cười nói, thật là càng nói càng mơ hồ. Thượng quan Tố Vân cười nói, vẫn không tin sao? Lộ Thanh Bình trừng mắt nhìn Tố Vân nói, à Vân, không được ăn nói lôi thôi nữa. Lữ Chính Anh cười nói, Lộ cô nương nói thượng quan cô nương nói lôi thôi thì làm sao có thể làm cho ta tin được? Thượng quan Tố Vân cười nói, tài hạ phải làm cho công tử tin mới được, Lữ công tử. Nàng dừng lời lại, đưa mắt nhìn quanh nói đầy ý vị, người này xa ở tận chân trời, còn gần ở... á. Có thể do Lộ Thanh Bình nóng ruột nên cú nhéo này khá nặng, khiến cho Thượng quan Tố Vân đau quá la oái lên, người cũng cong gập xuống. Lữ Chính Anh cười thầm trong lòng, vẻ ngoài vẫn tỏ ra như không biết gì nói, à, oái ở nơi nào vậy? Lộ Thanh Bình nhịn không được cười hát một tiếng nói, à, ở A Vân đây. Nàng vốn muốn nói ở bên đùi A Vân đây, nhưng chợt nhận thấy câu nói này không văn nhã cho lắm, vì vậy mới nín lời lại không nói trọn câu. Lúc này Thượng quan Tố Vân liền nắm lấy cơ hội, ngồi thẳng người lại nhìn Lữ Chính Anh làm bộ nhăn nhó nói, à, phải, chính ở bên cạnh tại hạ đây. Thượng quan Tố Vân chưa nói dứt lời, nhanh như chớp nhảy tới ngồi bên cạnh Lữ Chính Anh, rồi hướng tới Lộ Thanh Bình cười duyên dáng, kính xin cô chủ một ly ạ. Đúng vào lúc ấy, bên ngoài tấm bình phong lại có người cung kính bẩm báo nói, bẩm Lộ cô nương, Châu tổng tiêu đầu đã cùng với người của Vô Địch Bảo ước định hai phe ở ven sông hạ du của bến tàu sẽ có một trận quyết đấu. Lộ Thanh Bình ơ một tiếng nói, ờ, thế định bao giờ? Tiếng nói ngoài bình phong vang lên, đúng canh hai. Lộ Thanh Bình nói, được, ta biết rồi. Sau khi người truyền tin ở bên ngoài bỏ đi, Lữ Chính Anh đột nhiên nhíu mày nói, thế nào, khách ở tiểu quán dường như đã bỏ đi hết rồi sao? Lộ Thanh Bình cười nói, tài hạ chẳng đã nói với Lữ công tử rồi sao, tiểu quán này là do Võ Dương Tiêu Cục mở ra, mấy ngày nay đặc biệt không tiếp nhận khách lạ. Những khách nhân vừa rồi kỳ thực đều là người của bọn ta cả, lúc này đã biết rõ tình hình, bọn họ tất nhiên đều đã đi. Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng nói, vậy thì bọn ta bao giờ đi? Lộ Thanh Bình nói, bây giờ thời gian hãy còn sớm, bọn ta chỉ cần đi xem diễn biến tình hình thế nào thôi. Thượng quan Tố Vân mỉm cười nói, đúng vậy, còn bây giờ thì chúng ta lo ăn uống cho chắc bụng đi. Nói xong liền đưa ly rượu lên chề môi cười nói, Lữ công tử, Lộ tiểu thư, nô gia kính nhị vị một ly. Lần này bọn họ không tranh luận nhiều nữa mà thật sự bắt đầu ăn uống.
Lưu Gia Tập là một nơi thủy lực sung yếu bên bờ Tương Giang, vì vậy nên có một bến tàu rất quy mô, người địa phương gọi là bến lớn. Hạ du của bến lớn ước chừng 5 dặm lộ trình, ven sông là một bãi cát rất rộng lớn. Do nơi đây cách thị tứ khá xa, thậm chí lại cách đường cái quan hơn một dặm, vì vậy nơi đây cho các nhân vật võ lâm tranh tài thì rất là thích hợp. Đêm nay ánh sao lấp lánh đầy trời, vầng trăng như ẩn như hiện giữa các đám mây bồng bềnh trôi, khiến mặt đất cũng theo đó từ lúc tối lúc tỏ, mà cũng khiến cho các bóng người như u linh đó như càng được phủ lên một màu sắc thần bí đầy vẻ đe dọa. Tuy vẫn còn chưa đến canh hai, nhưng trên bãi cát đã sớm tụ tập một nhóm dạ hành quái khách. Nhóm dạ hành quái khách đến sớm trước giờ định, đó là người của phe vô địch bảo, dẫn đầu là tam đồ thân Văn Tín, tứ đồ Văn Nhân Ngọc, ngũ đồ Thủy Tương Vân của vô địch bảo bảo chủ Thuần Vu Khôn. Bên cạnh ba vị này còn có một hồng y mỹ phụ tuổi khoảng 30, mặt hoa da trắng, cốt cách xinh tươi. Ngoài ra, nam nữ lão thiếu, tăng đạo ni tục đều có tổng số hơn 110 người. Hồng y mỹ phụ đó rõ ràng địa vị rất cao. Ba người thân Văn Bính tuy cầm đầu đều là đồ đệ của Thuần Vu Khôn, nhưng dáng vẻ thì đều rất là kính thuận hồng y mỹ phụ đó. Nhất là thân Văn Bính, y đối với hồng y mỹ phụ ngoài sự kính cẩn ra thì tựa hồ còn có một vẻ bí hiểm, chỉ có thể hiểu ý không thể nói nên lời được. Hồng y mỹ phụ quay đầu về hướng một khôi y lão giả đang đứng ở phía sau bên phải của y thị nói: "Ta hộ pháp, bây giờ là lúc nào rồi?" Khôi y lão giả kinh cấn trả lời: "Vẫn còn cách canh hai một khoảng thời gian một bữa ăn nữa." Hồng y mỹ phụ ầm một tiếng, sau đó nhướng mày nhìn thân Văn Bính nói: "Văn Bính, vừa rồi ngươi cùng với Châu Tử Chân nói những gì vậy?" Lời tuy hỏi rất đứng đắn, nhưng khó mà giấu được vẻ lẳng lơ trong khóe mắt của y thị. Thân Văn Bính cười nịnh trả lời: "Thất nương, Châu Tử Chân vừa rồi nói đúng là canh hai sẽ đến đây." Từ sự xưng hô hai chữ thất nương thì có thể biết hồng y mỹ phụ này là hầu thiếp thứ 7 của Thuần Vu Khôn. Hồng y mỹ phụ nhướng mày nói: "Kỳ quái thật, bọn Tân Ngọc Phụng này công phu như thế nào, sao lại dám chống đối với vô địch bảo bọn ta?" Thân Văn Bính nghiêm mặt nói: "Thất nương, thân thủ của Tân Ngọc Phụng như thế nào tiểu nhi vẫn chưa biết, nhưng võ công của Chu Tứ Nương thì quả thật không phải tầm thường." Hồng y mỹ phụ cười nói: "Ngươi đã bị Chu Tứ Nương cho nếm đòn rồi sao?" Thân Văn Bính gượng cười nói: "Mấy ngày nay trên đường phải chịu quá đủ mùi rồi, nghĩ lại thật không thú vị gì cả." Hồng y mỹ phụ cười nói: "Trong số năm sư huynh muội các ngươi, ngươi là người tự phụ nhất, chẳng xem mọi thứ ra gì. Để cho ngươi chịu chút giáo huấn, dẹp bớt cái kiêu khí của ngươi đi thì cũng là một điều hay đó." Thân Phan Bính gượng cười nói: "Đêm nay thất nương phải giúp tiểu nhi xuất cái khẩu khí này ra." Hồng y mỹ phụ nói: "Ngươi khỏi cần phải nói, ta lần này đến đây để làm gì cơ chứ?" Tiếp đó lại chậm rãi nói: "Những ngày tháng gần đây, vô địch bảo bọn ta gặp nhiều suối quẩy. Trước tiên là Hoàng Sơn giật tàu đến tận cửa làm nhục người khác, tiếp đó là Chu Tứ Nương nhe răng múa vuốt. Lúc này lại chui ra một Tân Ngọc Phụng, muốn đẩy thế lực của bọn ta ra khỏi vùng Hồ Nam. Phải nói tên đến sau ngang ngạnh hơn tên trước, nhưng cũng phải nói là tên sau lại càng không muốn sống hơn tên trước." Thân Văn Bính cắt lời hỏi: "Thất nương, Chu Tứ Nương mấy ngày nay có hành động gì không?" Hồng y mỹ phụ nói: "Không, từ khi ta rời vô địch bảo đến nay, y thị vẫn chưa chính thức phát động cuộc tấn công chính thức nào vào bọn ta." Tiếp đó lại nghiêm mặt nói: "Từ bây giờ trở đi, bất kể kẻ nào có thuộc phe nào, phàm là kẻ chọn thái độ chống đối bọn ta thì nhất loạt giết không tha." Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong hư không: "Khẩu khí lớn xuất kỳ, không biết thân thủ sẽ như thế nào." Dứt lời, một bóng người xuất hiện. Tổng tiêu đầu Châu Tử Đơn của Võ Dương Tiêu Cục đáp nhẹ xuống hiện trường trước tiên. Tiếp đó là Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân, Ngũ Tú Vân, Lữ Chính Anh cũng lần lượt xuất hiện. Trong nhóm người này, ngoài trừ Lữ Chính Anh cải trang thay đổi dung mạo, còn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân thì đã khôi phục lại bổn lai diện mục. Mấy người này vừa xuất hiện, Hồng y mỹ phụ tựa hồ hơi ngơ ngác nói: "Chỉ có mấy người thôi sao?" Châu Tử Chân cười nói: "Binh tại tinh, bất tại đa, ngươi hiểu chưa?" Tiếp đó lại lạnh lùng cười nói: "Huống hồ nơi đây thuộc phạm vi thế lực của bổn cục, nếu cần thiết chỉ cần một ám hiệu của bọn ta thì ngay lập tức sẽ có đông cao thủ đến ngay." Hồng y mỹ phụ hừ lên một tiếng nói: "Còn con nữ nhân kia là ai?" Châu Tử Chân nghiêm mặt nói: "Đây là trợ thủ đắc lực của cục chủ bọn ta,
cũng là nghĩa mẫu của ái đổ lộ cô nương của cục chủ, họ Ngũ tên Tú Vân. Hồng Y Mỹ Phụ cắt lời, cười nhạt nói. Chưa nghe thấy bao giờ. Châu Tử Chân cười kinh nói. Bây giờ thì ngươi đã nghe nói đến rồi đó. Hồng Y Mỹ Phụ hừ lên một tiếng, quét mắt nhìn vào Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân và Lữ Chính Anh giả thành vệ sĩ áp tải nói. Hai con nhóc này không hỏi ta cũng biết là đồ đệ của Tân Ngọc Phụng. Còn tên vệ sĩ áp tải trẻ tuổi kia là ai? Lát nữa rồi ngươi sẽ biết. Châu Tử Chân cười nhạt trả lời rồi hỏi ngược lại. Ngươi đã là nhân vật cao cấp của Vô Địch Bảo, có thể thỉnh giáo tính danh được chứ? Hồng Y Mỹ Phụ lập tức trả lời. Mạc Tú Anh, ngươi đã nghe nói đến rồi chứ? Châu Tử Chân hừ lên một tiếng nói. Hóa ra là phu nhân của Vô Địch Bảo bảo chủ. Mạc phu nhân có danh hiệu là Thất Vĩ Tiên Đồ. Thật là nghe danh không bằng diện kiến. Thật hạnh hội, hạnh hội. Mạc Tú Anh lạnh lùng cười nói. Châu Tổng Tiêu Đầu, trước mắt bọn ta bỏ bớt cái kiểu đó đi, tốt hơn hãy nói vấn đề chính. Châu Tử Chân nói. Mạc phu nhân quả là người nhanh miệng hơn người. Vấn đề chính của tại hạ đã sớm nói với thân lão đệ của Quý Bảo rồi, chắc hẳn đã được truyền đạt cho Mạc phu nhân rồi chứ? Mạc Tú Anh gật đầu nói. Đúng vậy, thân Văn Bính đã nói với ta rồi. Vậy thì... Châu Tử Chân nhíu mày nói. Tôn ý của Mạc phu nhân như thế nào? Mạc Tú Anh cười cười nói. Châu Tổng Tiêu Đầu, địa vị của Vô Địch Bảo bây giờ là kẻ cầm đầu thiên hạ. Nếu chỉ một lời nói của Châu Lão Tổng mà tự động rút lui khỏi Hồ Nam, há không trở thành một trò cười cho thiên hạ sao? Châu Tử Chân lạnh lùng nói. Ý của Mạc phu nhân là có thua thì mới chịu bại sao? Mạc Tú Anh cười mơ hồ nói. Ít ra thì Châu Lão Tổng cũng phải cho ta xem tay chân một chút để khai nhãn giới cho ta chứ. Châu Tử Chân nhướng mày nói. Mạc phu nhân có hào khí như vậy, tài hạ tất sẽ xả mệnh phục hồi. Nói xong chậm rãi tiến tới trước rồi nghiêm mặt nói. Chẳng qua kết cả đọ sức của bọn ta như thế nào thì cũng phải nói rõ trước cái đã. Mạc Tú Anh cũng chậm rãi tiến tới nói. Điều đó đương nhiên. Văn Nhân Ngọc ở bên cạnh vội vàng kéo tay áo của y thị nói. Thất nương chậm đã. Mạc Tú Anh dừng bước cười hỏi. A Đầu, nhà ngươi lại nghĩ ra cái điều kỳ quái gì đây? Văn Nhân Ngọc cười cười nói. Thất nương, thường là lưỡng quân đối đầu với kẻ cầm cờ đi trước. Thất nương là chủ sự, sao lại nhập trận trước? Mạc Tú Anh cười cắt lời nói. Ngươi không muốn giành lấy vinh dự kẻ đi đầu phải không? Văn Nhân Ngọc gật đầu cười nói. Không sai. Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói. A Đầu, nhà ngươi không tránh khỏi không biết lượng sức mình đó. Ngươi biết đối phương là người như thế nào không? Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nói. Thất nương hiểu lầm rồi. Kẻ mà tiểu nhi muốn đấu chỉ là một trong hai đồ đệ của Tân Ngọc Phụng thôi. Mạc Tú Anh gật đầu nói. Vẫn không khác gì mấy. Chàng quay nghe nói hai A Đầu đó xưa nay thâm tàng bất lộ, ngươi không thể khinh địch được đâu. Văn Nhân Ngọc nghiêm mặt nói. Đa tạ thất nương, tiểu nhi sẽ cẩn thận. Tiếp đó đưa mắt quét nhìn Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân, mỉm cười nói. Nhị vị, ai sẽ vui lòng hạ trường dạy bảo cho ta đây? Có ta đây. Dứt lời, một bóng người áo xanh lướt tới, đáp nhẹ xuống mặt của Văn Nhân Ngọc. Đó chính là Chu Á Nam xinh đẹp dễ mến. Văn Nhân Ngọc tựa hồ như giật nảy mình, chạm mắt ngạc nhiên nói. Ngươi là ai? Sự xuất hiện đột ngột của Chu Á Nam không những khiến cho Văn Nhân Ngọc ngạc nhiên giật mình, mà mọi người cũng phải nhíu mày kinh ngạc. Nguyên Chu Á Nam niên kỳ còn nhỏ, nhưng thân thủ biểu hiện lúc xuất hiện thình lình thì lại rất là cao minh, rõ là không hợp lắm với cách tuổi của nàng. Đồng thời mọi người ngoại trừ Lữ Chính Anh ra đều không biết nàng, vì vậy câu hỏi này của Văn Nhân Ngọc cũng ngang như thay mặt cho toàn thể những người có mặt ở đây. Ngoài lệ duy nhất chỉ có Thượng Quan Tố Vân, nàng không khỏi chấn động trong lòng, hướng về Lộ Thanh Bình truyền âm nói. Nhất định là nhị tiểu thư của Chu gia rồi. Lời truyền âm của Tố Vân chưa dứt, Chu Án Nam đã nhướng mày trả lời đanh gọn. Ta chính là nhị tiểu thư của Chu Án Nam của Thất Sát lệnh chủ. Thượng Quan Tố Vân đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình, mỉm cười đầy ngụ ý, dường như muốn nói. Ta đoán không sai. Văn Nhân Ngọc lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Chu Án Nam nói. Ta tiếp ứng cho truy hồn sứ giả Lữ Chính Anh của bọn ta. Lữ Chính Anh vội vàng cất giọng nói. Nhị tiểu thư, ta ở đây. Chu Án Nam đưa mắt nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, rồi nhíu mày hỏi. Ngươi là Lữ Chính Anh sao?
Lữ Chính Anh gật gật đầu nói, ờ, phải. Chú Á Nam hỏi tiếp, người sao lại có hình dạng như vậy? Lữ Chính Anh gượng cười nói, để tránh bớt những phiền toái vô ích, không thể không cải trang dị dung. Chú Á Nam nhíu mày nói, ngươi cùng với các người của Võ Dương Tiêu Cục là... Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói, cùng với người của Võ Dương Tiêu Cục là bằng hữu, bọn họ đã giúp ta rất nhiều. Chú Á Nam cười cười nói, chia tay còn chưa đến một tháng, ngay hay chữ thuộc hạ ngươi cũng đã quên mất. May mà ta cũng chẳng đếm xỉa gì đến điều ấy, nhưng trước mặt nương mẫu và tỷ tỷ của ta thì phải cẩn thận đó. Nàng nói chậm rãi, rồi đưa ánh mắt vốn tựa như nhìn nhưng không thấy gì, quét nhìn mọi người xung quanh. Lữ Chính Anh gượng cười nói, đa tạ nhị tiểu thư nhắc nhở, thuộc hạ xin ghi nhớ. Chú Án Nam nói, bây giờ ngươi phải lập tức bỏ hết mọi sự ngụy trang, khôi phục lại bổn diện mục, đến đứng bên cạnh ta đây. Tuân mệnh. Lữ Chính Anh kính cẩn đáp, rồi đưa mắt nhìn Lộ Thanh Bình đầy ngụ ý ân hận, nhưng hai chân lại không hề nhúc nhích. Lộ Thanh Bình lúc này trong lòng bối rối, phức tạp vô cùng, không biết phải xử lý trường hợp này như thế nào. Nhưng Nhiêm Mẫu Ngũ Tú Vân của nàng hướng đến Lữ Chính Anh truyền âm nói, Lữ công tử, ngươi hãy quay về đi, có gì sau hãy nói. Lúc này chú Á Nam lại mỉm cười nói, ngươi hãy ra đứng cạnh cây liễu kia đi. Dạ. Lữ Chính Anh lại kính cẩn đáp, ánh mắt lại hướng về Lộ Thanh Bình, Ngũ Tú Vân, cười ân hận nói, chư vị, tài hạ được nhờ sự săn sóc. Lộ Thanh Bình cất lời xua tay nói, thôi đừng nói nhiều lời nữa, ngươi tốt nhất hãy đi đi. Lữ Chính Anh nuốt lại lời còn chưa nói ra, hướng về Lộ Thanh Bình ném một cái cười ngụ ý đầy ân hận, rồi đi tới bên dưới cây liễu mà chú Án Nam đã chỉ định. Lúc này Châu Tử Chân mới hướng về phía chú Án Nam gằn giọng nói, chú nhị tiểu thư, thủ hạ của tiểu thư đâu? Chú Án Nam mỉm cười nói, thủ hạ của ta đều ở bên cạnh cây liễu đó. Tiếp đó lại cất giọng nói tiếp, Tử Y nhất hiệu chú ý, truy hồn sứ giả Lữ Chính Anh đã đi đến, hãy hầu hạ cẩn thận sứ giả thay đổi y phục. Dạ. Tiếp theo tiếng dạ, bên dưới gốc liễu đã xuất hiện một tử y nữ lang nhanh nhẹn đeo kiếm, hướng đến Lữ Chính Anh vẫy vẫy tay nói, xin mời Lữ sứ giả đến đây. Châu Tử Chân nhíu mày nói, chú nhị tiểu thư, nếu tin tức của ta không sai thì ngươi chỉ dẫn đến 20 vị cô nương. Đúng. Chú Án Nam cười nói, đúng là có 20 vị. Châu Tử Chân nhíu mày hỏi, ngươi biết thực lực của phe vô địch bảo ở nơi đây lúc này chứ? Chú Án Nam gật gật đầu nói, biết chút ít. Châu Tử Chân nói, cũng biết bọn họ đang muốn Lữ công tử cam tâm theo bọn họ chứ? Chú Án Nam cười cười nói, đương nhiên biết. Châu Tử Chân nhíu mày nói, như thế chú nhị tiểu thư tự tin nắm chắc có thể phá được ngăn chặn của bọn vô địch bảo. Chú Án Nam cười nói, câu hỏi của ngươi thật là lý thú. Châu Tử Chân không khỏi ngơ ngác, lời này phải hiểu như thế nào? Chú Án Nam mỉm cười nói, ta đang muốn hỏi ngươi còn nắm chắc trục xuất được thế lực của vô địch bảo ra khỏi vùng Hồ Nam hay không? Châu Tử Chân ngơ ngác người ra, nói như thế, nếu ta nói bọn ta không nắm chắc thì ngươi tính sẽ giúp bọn ta một tay. Vì chú Án Nam ăn nói vẫn còn trẻ con, vì vậy Châu Tử Chân cũng ăn nói tùy tiện hơn. Chú Án Nam vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, tại vì các ngươi đã giúp đỡ cho truy hồn sứ giả của bọn ta, vì vậy ta cũng sẽ giúp đỡ các ngươi một tay. Châu Tử Chân cười hỏi, đây cũng là ý của nâng mẫu ngươi chứ? Không. Chú Án Nam vội nói, đây chỉ là ý của ta. Cuộc đối thoại của họ dường như không thu hút sự chú ý của phe vô địch bảo, nhất là Văn Nhân Ngọc kiếm đã rút ra khỏi vỏ, đang sắp lao vào một trận chiến. Y thị không thể nhẫn nại được, cười nhạt một tiếng nói, tiểu á đầu, ngươi ăn nói huyên thuyên đã xong rồi chứ? Chú Án Nam ngơ ngác, ngươi đang nói với ta đấy ừ? Văn Nhân Ngọc lạnh lùng nói, phải. Chú Án Nam cười nói, khẩu khí của ngươi lớn lắm, xem ra ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu mà lại mở miệng gọi người khác là tiểu a đầu. May mà ngươi gặp ta, chứ nếu gặp tì tì của ta thì ngươi đã biết thế nào phải trái rồi. Văn Nhân Ngọc cười nhạt nói, tì tì của ngươi cũng chẳng có gì là tuyệt vời cả đâu. Mạc Tú Anh nãy giờ im lặng không nói gì, đột nhiên hướng về phía Châu Tử Chân cười nhạt một tiếng nói, Châu Tử Chân, ngươi tính toán thật là như ý. Châu Tử Chân ngơ ngác, lời này phải hiểu như thế nào? Mạc Tú Anh hừ một tiếng nói,
lẽ nào ngươi không muốn tiểu cô nương này đỡ đòn cho ngươi chứ? Chú Á Nam dành lời cười nói, đúng vậy, bất kể có ai mong ta đỡ đòn cho y hay không, thì trận này cũng sẽ do ta quyết định. Lộ Thanh Bình sau khi lấy lại được bình tĩnh, nghe nói như vậy liền vội gằn giọng nói, chú nhị tiểu thư, để tránh đêm dài mộng ảo, tốt hơn hãy sớm cùng với Lữ công tử rời bỏ nơi đây. Chú Á Nam nhịn không được cười nói, vị cô nương này nói chuyện thật đáng cười. Nương mẫu ta đang muốn gây chuyện thị phi mới bảo bọn ta lăn vào giang hồ, nay mới gặp chuyện thị phi lại đào thoát tránh né đi hay sao? Lộ Thanh Bình nhíu mày nói, chú nhị tiểu thư, ta đang lo cho hai người lúc này người ít thế cô đó. Chú Á Nam cắt lời nói, xin vị cô nương khỏi phải lo lắng cho ta, bất luận như thế nào chuyện này ta sẽ phải nhúng tay vào, tại vì Vô Địch Bảo là đối tượng mà bọn ta cần phải tiêu trừ. Văn Nhân Ngọc cắt lời cười nhạt nói, đừng ăn nói lôi thôi nữa, ta sẽ khai đao với người đầy. Chú Án Nam gằn giọng nói, vậy ngươi hãy xuất thủ cho ta xem đi. Soạt một tiếng, Văn Nhân Ngọc đã vung lưỡi trường kiếm đồng xanh lên, trong vầng hào quang lạnh buốt đã vang lên một tiếng hét hớp hồn, xem đây. Trong tiếng binh khí rít lên chói tai, vang lên tiếng cười của chú Án Nam, rõ kém tài, xem ngươi cũng chỉ là một kẻ nói hay chẳng ích lợi gì đâu. Theo giọng nói này thì ngay chiêu đầu tiên của chú Án Nam đã chiếm thế thượng phong. Đối với thân thủ cao minh của hai tỷ muội Chu gia, Văn Nhân Ngọc đã từng nghe nói qua, nhưng lúc này Văn Nhân Ngọc lại cho rằng niên kỷ của chú Án Nam còn nhỏ, chắc sẽ không cao minh bằng tỷ tỷ của nàng. Đồng thời từ lời nói và vẻ ngoài xem ra cũng không hiểm ác bằng tỷ tỷ của nàng, thế nên trong lòng cũng bớt lo âu. Nhưng y thị có nằm mộng cũng không thể ngờ được, chú Án Nam niên kỷ tuy nhỏ nhưng thân thủ so với tỷ tỷ thì lại cao minh hơn rất nhiều. Tuy mới qua có mấy chiêu, y thị vẫn chưa tỏ ra lúng túng, nhưng Châu Tử Chân, Mạc Tú Anh đều là những kẻ từng trải, nhưng bọn họ đoán chắc Văn Nhân Ngọc tối đa cũng chỉ có thể cầm cự được 100 chiêu. Tình huống này đối với Châu Tử Chân mà nói chẳng qua chỉ là nhíu mày một chút, thoáng ngạc nhiên trong lòng mà thôi, nhưng đối với Mạc Tú Anh thì không chỉ đơn thuần là một chút cảm giác như vậy. Mạc Tú Anh lúc này vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ứng biến thích hợp. Phía Võ Dâng Tiêu Cục thì lại đang có người xì xào. Người đầu tiên lên tiếng là Thượng Quan Tố Vân. Tiểu thư, nô gia vẫn không nghĩ ra tại sao kiếm pháp của Vô Địch Bảo cùng với kiếm pháp của Thất Sát Lệnh lại giống nhau, mà trường pháp của bọn họ lại cũng rất giống trường pháp của bọn ta. Lộ Thanh Bình đang chăm chú quan sát trận đấu, trả lời không chủ ý. Vấn đề này e rằng phải đợi thời gian từ từ giải đáp. Nàng vừa dứt lời liền bật cười nói, kiếm pháp và trường pháp của Vô Địch Bảo tuy phân biệt với Thất Sát Lệnh và bọn ta thì giống nhau, nhưng bình tâm mà xem xét, ở cái chỗ tinh vi huyền diệu thì khác nhau nhiều lắm. Ngô Tú Vân ở bên cạnh vội nói, A Bình, sai kém nhau cũng không nhiều đâu, người nhất thiết đừng vì như vậy mà sinh tâm khinh địch đó. Lộ Thanh Bình thấp giọng cười nói, xin nghĩa mẫu an tâm, tiểu nữ chẳng dám sinh tâm khinh địch đâu. Thượng Quan Tố Vân nói, Ngũ lão gia, lão gia xem Văn Nhân Ngọc còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Ngô Tú Vân nói, ta thấy tối đa y thị chỉ có thể cầm cự khoảng 100 chiêu thôi. Thượng Quan Tố Vân đột nhiên ồ lên một tiếng nói, tiểu thư nhìn xem, Lữ công tử đã thay đồ xong rồi. Không sai, Lữ Chính Anh vừa rồi biến mất phía sau cây liễu, nay đã khôi phục lại bổn lai diên mục. Hơn nữa lại mặc một chiếc áo nho sinh màu trắng, cho dù là từ trong bóng tối nhưng từ xa nhìn đến vẫn trông rất anh tuấn. Lữ Chính Anh xuất hiện trở lại ở bên cạnh cây liễu nhưng chỉ một mình, còn từ Y Nhất Hiệu mà chú Án Nam gọi trước đó đã không còn thấy đâu nữa. Có lẽ sự xuất hiện của Lữ Chính Anh làm cho Mạc Tú Anh có linh cảm, y thị đột nhiên thấp giọng nói với thân Văn Bính, Văn Bính, ngươi và Tương Vân hãy mau chóng dùng thủ đoạn bắt lấy Lữ Chính Anh. Thủy Tương Vân vội nói, thất nương, tiểu nhi cùng với Tam Sư Huynh bắt kẻ họ Lữ đó tuyệt sẽ không là vấn đề, chỉ là phía sau cây liễu đó rõ ràng là có mai phục. Mạc Tú Anh cắt lời nói, tiểu A Đầu, ta hiểu biết ít hơn ngươi hay sao? Tiếp đó xua tay gằn giọng nói, mau lên mau lên, ta còn phải tiếp cứu sư tỷ của ngươi nữa. Không sai, Văn Nhân Ngọc cùng với chú Án Nam giao đấu đã 60 chiêu. Lúc này ngay người ngoài nghề cũng có thể thấy được Văn Nhân Ngọc đang dần dần thất thế lùi dần, đang cần sự chi viện. Sự thật thì ý của Thủy Tương Vân vốn không muốn chính diện giao thủ với Lữ Chính Anh, mà cố ý dùng lời kéo dài thời gian, hy vọng tình thế trận đấu phía Văn Nhân Ngọc có sự thay đổi khẩn cấp mà khiến cho Mạc Tú Anh thay đổi ý định. Mạc Tú Anh vừa dứt lời,
Thân Văn Bính đã nói với Thủy Tương Vân: "Ngũ sư muội, bọn ta hãy mau." Đang lúc nói, người đã nhắm tới Lữ Chính Anh xông tới, quát lớn một tiếng: "Lữ Chính Anh, người hãy ngoan ngoãn chịu bắt đi." Nhưng thân hình của y vừa vọt tới thì đã bị một vị tử y nữ lang như từ dưới đất trồi lên chặn ngang trước mặt. Tử y nữ lang lạnh lùng rít giọng thét lớn: "Cuồng đồ, mau báo danh tánh ngày." Lúc này lại có một vị tử y nữ lang khác xuất hiện, hiệp trợ với vị tử y nữ lang ban đầu chặn bước tiến của Thân Văn Bính. Thân Văn Bính độc chiến với một vị tử y nữ lang thì không có vấn đề gì, nhưng với hai tử y nữ lang thì y cảm thấy không được dễ dàng cho lắm. Y lúc đầu hơi bối rối, liền lấy lại bình tĩnh, bật cười ha hả nói: "Tiểu gia là Thân Văn Bính, tam đệ đệ tử của Vô Địch Bảo Bảo Chủ, 27 tuổi, còn chưa đính thân." Y chưa nói dứt lời thì đã bị tiếng kêu kinh ngạc của Thủy Tương Vân chặn lời lại. Nguyên là Thủy Tương Vân nhìn thấy Lữ Chính Anh không tự mình xuất thủ, liền mới phi thân theo sau Thân Văn Bính. Nhưng cũng giống như Thân Văn Bính, thân hình vừa hạ xuống liền lập tức bị hai tử y nữ lang khác chặn ngay trước mặt. Do nàng cảm thấy thân thủ của đối phương rất là cao minh nên trong lòng hơi kinh hãi mà không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng. Trên bãi cát lúc này, trận ác đấu ban đầu giữa chú Án Nam và Văn Nhân Ngọc nay tăng thêm 8 người nữa, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, tràn đầy sát khí. Sau khi trải qua 2-3 chiêu tiếp xúc nhau, Thân Văn Bính, Thủy Tương Vân và mọi người xung quanh đều nhìn thấy rõ thân thủ của bốn tử y nữ lang đó. Bốn tử y nữ lang đều dùng trường kiếm đồng xanh, hai người đối phó với một đệ tử của Vô Địch Bảo Bảo Chủ. Có thể là hơi yếu thế, nhưng cầm cự 100-200 chiêu thì không phải là chuyện khó khăn. Từ đây có thể thấy ra, Chu Tứ Nương thật sự từ 2-3 năm trước đã tinh tuyển những nữ nhân này, âm thầm huấn luyện đặc biệt cho bọn họ. Thân Văn Bính thấy Thủy Tương Vân không có gì nguy hiểm, liền hướng về phía hai đối thủ của mình cười nói: "Trong hai vị cô nương đây, ai là tử y nhất hiệu?" Ở bên cạnh Lữ Chính Anh chợt vang lên tiếng nói: "Ta là tử y nhất hiệu đây." Nguyên là không biết từ lúc nào, ở bên cạnh Lữ Chính Anh đã đột nhiên xuất hiện một vị tử y nữ lang. Tử y nữ lang chặn đường Thân Văn Bính ban đầu, liền cười nhạt nói: "Tử y nhất hiệu là lãnh đội của tử y đội bọn ta. Một kẻ cuồng đồ như ngươi vẫn không cần thiết lãnh đội của bọn ta xuất thủ." Thân Văn Bính cười hỏi: "Hai người các ngươi là hiệu thứ mấy?" Tử y nữ lang đó nói: "Ta là tử y thập bát hiệu, còn vị bên ta đây là nhị thập hiệu." Thân Văn Bính gượng cười nói: "Từ vẻ ngoài mà xem, các ngươi đều giống như nhau, không sao phân biệt được." Tử y thập bát hiệu hừ một tiếng nói: "Ngươi không thấy trên ngực trái của bọn ta đều có tay hiệu số hay sao?" Thân Văn Bính cười nói: "Đa tạ đã chỉ điểm, sau này ta sẽ không hỏi những câu đần độn như thế nữa." Bọn họ không nói gì nữa mà tung ra các kỳ chiêu lao vào tấn công lẫn nhau. Tuy Thân Văn Bính tỏ ra ưu thế hơn đối phương nhưng lại không dốc hết toàn lực, nên trong lúc này thì hai bên thế công ngang ngửa nhau. Đồng thời, hai tử y nữ lang đang đối đầu với Thủy Tương Vân hai bên đã dùng chân khí truyền âm để thông nối ý kiến suy nghĩ với nhau. Tại vì Lữ Chính Anh lợi dụng lúc thay quần áo đã đem lý lịch của Thủy Tương Vân thông báo cho các tử y nữ lang đó, nên trận đấu giữa Thủy Tương Vân và hai tử y nữ lang, cho dù xem bên ngoài đã đánh nhau rất là quyết liệt, nhưng sự thật đều là dùng hư chiêu đối phó với nhau. Vì vậy, trận ác đấu của ba nhóm 8 người này thì trận đấu thật tâm dụng lực nhất là của Thân Văn Bính. Trận ác đấu này đã vượt qua 90 chiêu. Tuy Văn Nhân Ngọc vẫn đang cắn răng chịu đựng, vừa đánh vừa lui, thế nhưng Mạc Tú Anh đã nói với Thủy Tương Vân là sẽ chi viện, lúc này vẫn chưa thấy ra tay hành động gì. Chẳng qua có một điểm khiến cho người khác không sao hiểu được, là nhóm thủ hạ mà Y Thị dẫn đầu đã bí mật rút lui đi hết. Lúc này gần như hiện trường của trận ác đấu chỉ còn lại không quá 10 người. Đột nhiên, phía sau cây liễu vang lên một tiếng kêu thảm thiết dữ dội và một tiếng gào quái dị khiến cho người khác phải ớn lạnh nổi da gà lên. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Thất Sát Lệnh của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.